Sáng ngày 22 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị tổng kết công tác y tế, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023. Trong thời gian qua, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đã được triển khai thực hiện đạt kết quả cao về số người tham gia bảo hiểm y tế, tạo chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân. Với kết quả cuối năm 2023, thành phố Sông Công đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,9% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 24.836 người, đạt 45% lực lượng lao động trên địa bàn. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2.717 người, đạt 104,6% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 23.347 người, đạt 100% kế hoạch, chiếm tỷ lệ 37%. Công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, quản lý y dược, an toàn thực phẩm, các chương trình mục tiêu y tế trên địa bàn thành phố trong năm 2023 được triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ y tế đã đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác y tế, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với nhân dân trong thời gian tới, như tăng cường công tác quản lý nhà nước và y tế trên địa bàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện